Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng cùng ngày Nhật quá. Mua hàng liên hệ số điện thoại trên 0348308843. Rồi theo dõi kênh, bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy video mới, để có mấy hàng mới thì đăng lên mọi người xem cho nó nhanh, nó thông báo giờ cho mình biết. Rồi, hôm nay là video 227 ha, cái này là cái mã video để người chốt hàng thì nhắn mã, nhắn tin giùm em ha. Mã cái sản phẩm, món hàng như cái video, số máy để nó đừng có bị lộn với mấy cái video trước ha. Tại vì em đăng rất là nhiều video ha. Rồi. Đây, giới thiệu mấy món đồ sau đây ha. Đây là cái dũa, dũa hợp kim của Nhật, thường gọi là dũa kim cương mọi người, tại vì nó xài là cái hợp kim rất là mịn trên cái mặt dũa nè. Cây này còn rất đẹp, cái này nó dính dơ nha mọi người, chứ không phải nó xài mà bị gì đâu nè, cái này nó dính dơ, nó chùi ra rất là mịn nha. Cái này nó có thông số là 400 nè, cái độ hạt nó nè, bên đây là 800 ha, 400 và 800 đó. Cây này chiều dài nó là 19 cm, cái lưỡi dũa là 8 phân rưỡi nè, bề rộng là 2 phân rưỡi ha. Một mặt nó là phẳng ha, một mặt nó là nó bầu lên nha mọi người ha. Dùng cái dũa mấy cái lưỡi mình dạng nó lởm á, mình dũa được. Rồi cái này mã số 1 ha, 250.000. Này, tiếp theo là cây kìm bấm cót. Cây này hiệu Engineer Made in Japan ha. Đây nó bấm được hai cỡ cót nha mọi người. Nào, 18, 22. Cái đây là cái cót này 2 tầng nè mọi người, cái cót dạng mấy bác sửa xe máy thường sử dụng đó. Nè, mọi chú ý ha, cót bấm mấy cái rắc như điện xe máy còn đẹp. Cái này nó có chức năng cắt đầu dây điện luôn nè, khi bấm cót mình sẽ cắt nó để nó bằng rồi bấm ha. Hoặc là dư mình sẽ cắt bớt. Rồi con này mã số 2 ha, 400.000. Hai mươi cm. Tiếp theo về cái kéo rất là lạ ha, cái kéo này dạng nó đa năng của Engineer luôn, Engineer hiệu Nhật nè, Made in Japan sản xuất. Đây mọi người nhìn cái cán nó làm rất là hầm hố, cầm nó dễ cầm, dạng nó đa năng đó mọi người ha. Nè mọi người xem, nó có công dụng cắt kẽm nữa nè, đây nè, làm cái cạnh này là để cắt kẽm các dây điện nè. Rồi ở đây là cái lưỡi nó có răng cưa nè ha. Ở đây nó có một cái khe này để không biết để cắt gì, nhưng mà cái lưỡi nó lên tới trên đây luôn ha ha. Đó. Rồi cắt xuống nè. Nó còn bén lắm nha mọi người.
rất là bé luôn nha. Chỉ có một cây duy nhất, mã số 3, 200.000. Loại này là thép trắng luôn ha, thép trắng nên nó rất là bền. Kích thước nó là 15 cm. Rồi tiếp theo em về được một cái motor. Motor này gọi là motor giảm tốc tua chậm. Đặc biệt nó là đây, cái hàng này là nó trong cái máy gì đó mọi người, nó tháo ra mà nó chưa sử dụng thôi, linh kiện của máy đó à, bỏ nguyên bọc chưa sử dụng. Đây thông số nó là nè, điện 200 đến 240 V, 2.1 đến 2.5 GPM, trên phút ha, Indonesia sản xuất. Ở đây em thấy nó là nó có một cái dây cấp nguồn nè, và một cái dây này là cái như cái công tắc, công tắc made in Japan sản xuất nè, một cái công tắc này. Cái này nó quay tới đây nó sẽ nhảy ha, không biết làm gì nhỉ, chưa thử luôn mọi người, em không thử luôn nha, tại vì rắc này cũng không có cắt ra mà thử ha. Nó nguyên trong bao thì như là linh kiện rồi, chưa có xài đó, không có thử. Rồi mã số 4 à, 250 nha. Số 5 à, cuộn chì của Nhật ha. Đây, chì, chì Nhật, Tokyo. Cuộn chì này size cực kỳ to luôn mọi người. Nó là 1 kg ha, 1 kg chì. Size nó là bằng nè. Đâu rồi, lấy thước đo luôn. Có ghi đây nè, mà nó mờ mờ rồi, nhìn không ra. Đây xoay rất là to mọi người. À, trên cái dây chì nó có in cái hiệu luôn nè ha, rất là xịn. Nó dập hiệu trên dây chì luôn. Coi cái mặt nào phẳng để đo chính xác. Đây 4,5 ly ha. Rồi nó cỡ 4,5 ly nha mọi người. Chỉ 4,5 ly. Rất là to. 1 kg đúng không? 1 kg. Rồi mã 5, số 5, 550 nha. Nè cái thước kẹp nè. Bữa bác nào hỏi lâu lắm rồi, nay mới có lại nè. Không biết mấy bác đó mua chưa ha. Đó cho nên cũng lý do đó là không biết, chờ mình biết khi nào mới có, rồi mua cần xài mua chỗ khác ha, cho nên không có nhận đặt hàng dặn trước này kia mọi người. Máy đi cho bằng ha, Mitutoyo Nhật. Thước này 150 mm. Chung nó xài rồi tương đối là còn ok,
là mặt dưới ok nè, mặt trên này nó cái mũi nó sẽ bị nói chung nó khuyết tí ha. Trong hàng cũ thì mình phải chấp nhận cái khuyết đó. Vạch nó rất là chính xác nè, độ sai số là 0.05 mm. Rồi hút đẹp mã số 6 ha, giá bán 450.000. Cây cắt kiến à, cây mới chưa xài luôn, cây cắt kiến của Nhật nè. Nó dùng là cái đầu nó bằng đá mọi người, đá kim cương nè. Đầu nó là đầu đá kim cương. Đây, có viên đá chiếu chiếu luôn. Cái đầu nó sẽ xoay như vậy được ha, nó gục gịch rồi mình cắt nó dễ. Rồi cán là bằng gỗ. Rồi cắt kiến mã số 7 ha, 200.000. Bám vào cái bộ đây, cái bộ cờ lê mini nhỏ xíu rất là độc của Nhật nè, hãng Nhật nè. Này nó có số là nó mở được ốc nè, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly, 5 ly rưỡi, 6 ly. Rất là hay. Đây. Đây nó là cây cờ lê mini siêu nhỏ ha. À, đầu cờ lê nào để mở ốc mà. Rồi. Nhỏ lắm mọi người. Chung ngắn nó nhỏ. Mở con ốc 4 ly rồi mọi người biết nó nhỏ. Cây nó dài khoảng 10 cm đó. Rồi mở 8 ha, 200 ngàn. 5 cỡ, 5 cây cờ lê mini. Rồi, tiếp theo là à này có cây Victorinox của Thụy Sĩ mọi người. Cái này gọi là cái dụng cụ đa năng ha. Cái này là cái size nhỏ treo chìa khóa nha mọi người nè. Nó rất là nhỏ. Treo chìa khóa rất là đẹp. Rồi để coi đây nó có mấy chức năng. Tay con dao của nó nè. Con dao là chức năng chính nè. Hầu như cũng không gần nữa nhưng mà hầu như là thấy tất cả các cây nó đều có con dao. Dù lớn hay nhỏ hay là kiểu gì chăng nữa nó cũng có con dao. Rồi con dao nè, cái vụ móng tay ha, vụ móng tay nè, kim luôn cái đầu dẹt, đầu vít dẹt ha, có thể làm đầu vít dẹt. Rồi qua đây là cái kéo. Rồi bén lắm mọi người, trường nó bén lắm. Kéo bé lắm nha. Một tính năng, hai ba ba tính năng. Đây là con dao nè,
lưỡi cũng còn liền nè, mọi người xem cái lưỡi ha. Chưa có bị mài gì hết nha. Rồi đặc biệt nó có hai tính năng phụ nữa nè, là cái đây cái nhíp ha, với lại một cây cái tăm mọi người. Đây, nhíp cái tăm. Rồi, cái này mã số 9 ha. Giá bán 200 ngàn. Pistol nó thị sĩ. Tiếp theo là cái ổ khóa số của Nhật. Đây. Ổ khóa bằng mật mã nha. Mã số. Cái bộ này size nó cũng to nha mọi người. Nè, cũng khá to. Nhỏ. Như cái này mới chưa xài luôn. Mã 284 nó còn cái mã này là mới nè mọi người. Ha. Chứ xài rồi mọi người vứt cái mã này đi chứ để chi ha. 284. Rồi, canh ngay vạch này ha. Chỉnh số 284 là nó sẽ mở. 284. Cái ổ khóa này nó có kích thước là 6 cm, bề ngang cái rộng là 28. Cái chốt cái càng này là 6 ly 6 ha. Nè, độ rộng cái này nó là 14 mm. Đó. Đó là cái này chính xác 15 mm ha, chính xác 15 nè. Rồi cái ổ khóa số này mã số 10 ha, 300 ngàn. Tiếp theo em có hai cái mã ổ nhỏ nha, cũng giống như trang cái cùng hiệu với cái ổ đó. Đây. Mà ổ này nó là ổ nhỏ nha mọi người. Ha. Đó. Ổ nhỏ thì nó nhỏ hết, cái gà càng này nhỏ luôn. Này kích thước 4.5 18 10. Cái này 3.9 cho 4 ly vậy ha. Rồi ổ nhỏ này là mã số 11 nha, 150 ngàn một cái nhỏ này. Tiếp theo là về cái bộ mũi khoét của Nhật, bộ mũi khoét của Nhật 3 cỡ này. Nó khoét gỗ nha mọi người, khoét gỗ khoan mồi nữa đó. Là dùng cái mũi này nè. Đây chưa sử dụng. Còn cao su bọc trên nè. Thương hiệu này Nhật nè, Star Em nổi tiếng. Làm nhiều dụng cụ đồ gỗ đó. Bào gỗ này kia, cái hãng nó làm, cái này gắn cho máy bắn vít hoặc là máy khoan được nha mọi người.
gắn máy bắn vít được luôn nên rất là tiện. Bây giờ thì xài máy bắn vít nhiều, hồi xưa xa xưa thì xài máy khoan, chưa có máy bắn vít ha, tận dụng khoan điện được. Bây giờ có máy bắn vít pin rồi, gắn vô sạch. Này cỡ 3 ly với 4 ly 50 ly ha. Chiều dài nó 14 nè. Rồi mã 12 ha, bộ này 200 ngàn, 3 cây. Rồi tiếp theo là cái tiếp mở buri ha. Tiếp mở buri của Nhật. Ở trong nó có cái cao su để giữ cái buri luôn. Chung nó mở buri xe máy. Cái này nó làm lắc léo là để cho mình vô mấy cái góc buri không bị díu mất bẩn rồi ha. Rất là hay. Chuyên dụng mở buri. Rồi mã 13. 150 ngàn. Rồi vòi cái vòi của Nhật, vòi nước nè. Vòi nước hiệu đây. HK Japan. Đây, chữ Nhật luôn. Đây, gòn đồ còn rất là ok, kính. Cái này là rang 21 mọi người, nhận vô là không dụng. À, 21 ha. Rất là dễ bắt vô. Vòi nó là bằng đồng nha mọi người, bằng đồng mà nó mạ lên xiên lên cho nó rất bền. Trong Nhật nó sản xuất mấy này mà đồ rất là xịn. Rồi mã 14. 550 ngàn. Vòi nước Nhật. Này, về cái bấm số nè. Cái điểm số nè. Lâu lắm rồi mới có. Mấy gì nha bạn ha. Còn rất mới. Đây, cái điểm số này nó xài bằng cái nút này nha mọi người. Cái lẫy. Bấm tay cũng được hoặc là nó câu ra cái dây ha. Đó. Trả lại. Bốn hàng số luôn. Mình biến được nhiều số. Nhiều rồi mã 15 ha, 200 ngàn. Ở đây về được hai cái con này nè, hai cái con bún mực nè mọi người, bún mực dùng trong đồ gỗ này kia đó, bún nguyên cái đường chỉ mực của mọi người ha, nguyên cái đường thẳng đó, bún để lấy dấu á hả. Nó còn nguyên hết ha, nguyên bao chưa xịt. Đang còn cái bông nè. Ở đây là cây kim nè ha. Cây kim theo bộ của nó nè. Đó. Ghim một đầu rồi kéo dây ra. Kim này để tẩm mực vô mọi người. Tẩm mực vô đây ha. Cho cọng chỉ nó qua nó sẽ dính vô mực. Chưa xài luôn. Rồi. Loại này nó có cái đồ quay ha, đồ quay bằng đồng ha. Nó có con rùa với con đây. Cái hình con rùa với con gì đó. Con chim. Rùa với con phụng ha. Nè, con hạc, rùa với hạc. Trên cái thân cũng có nè, rùa như này. Khắc chữ Nhật luôn.
Một cái. Rồi cái này cũng là chức năng y chang vậy ha, cũng chưa xài nè. Đây, cái kim nó nè, đầy đủ ha. Cũng là bún mực. Còn cái này nó có cái miếng gì đen đen nữa. Rồi cũng có cái bông để tẩm mực ha. Cái loại này thì nó không có tay quay nha mọi người à, khi xả nhựa ra mọi người sẽ dùng tay để quay vô vậy ha. Tay mình quay. Rồi một loại có tay quay nè ha, loại không có tay quay nha, thiết kế nó là như vậy nha chứ không phải nó thiếu hay gì. Rồi cái này là mã số 16 ha, có tay quay 400.000. Rồi con 17 này 300.000, không có tay quay. Kiểu nó quay bằng tay. À, ngón tay ha. Chức năng thì chang. Rồi, về được một cái đèn pin mới tinh chưa xài. Đây. Đèn này là đèn LED ha, 13 LED nè, để nè. Đèn Nhật nè. Đó, hiệu của Nhật. Ở đây là nó xài 4 viên pin này nha mọi người. 4 pin to to. Cái này chưa có xài. Đây, bóc ra luôn. Nhưng mà em không có pin để bỏ vô nha. Mà cũng mới mà. Không cần bỏ pin đâu. Đó, tin. Viên pin to mọi người, viên pin lớn nhất mình thường thấy nha. Pin to nhất là mới tin luôn. Đây công, công tắc. Đây nó có chỉ cho mình cái cách để bỏ pin vô ha. Đó. Cộng trừ nè ha, để đúng vào cái này. Đây. Cộng cộng. Bên dưới là trừ trừ ha. Cái đầu nó hướng ra nè, nó như vậy. Rồi đúng đây là vậy. Ha. Bỏ pin vô. Hai cái này nè, mọi người chú ý hai cái này nó phải bấu lên trên cái công tắc. Ok, đó. Rồi, đèn pin LED. Này máy LED, 13 cái LED ha, 13 LED. Mới chưa xài. Rồi mã số 18 nha, 350.000. À đây về có một đôi dài nó mà nó bị bong keo mọi người. À. Cái này nói chung còn mang được, không để ý thì cũng không thấy nó bong keo ha. Đó. Nó bong có một hai chỗ này nè. Chung là nó mới bung ra nhưng mà xài vẫn đang còn xài được ha. Đế này rất là bám, cái đế này đế xốp. Nó mềm bám. Đây. Bán rẻ cho mấy bác mang chơi ha. Rồi, đây size 42 nha. Mã 19, 150.000. Dây nó cũng cắt từ da mà mực dây. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại.